Thưa quý vị, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu chỉ cần có từ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên là có thể được hưởng lương hưu hàng tháng thay vì tối thiểu 20 năm như quy định hiện hành. Đề xuất mới của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang nhận được sự đồng tình của người lao động. Theo quy định hiện hành, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 20 năm trở lên mới được nhận chế độ hưu trí. Với không ít người lao động trực tiếp hoặc làm công việc nặng nhọc, không chắc có theo được tới thời điểm đó hay không, nên đã lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần. Theo người lao động, đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống còn 15 năm sẽ giúp họ dễ tiếp cận chính sách hưu trí hơn, đảm bảo an sinh lâu dài. Cái cải tiến này thì là sẽ thúc được người lao động. Thứ nhất là người ta sẽ cống hiến với công ty và sẽ đóng bảo hiểm để sau này sẽ đảm bảo được cái cuộc sống sau này khi mà người ta nghỉ hưu. 15 năm thì em thấy là rất là ưu việt. Khoảng 15 năm là phù hợp. Trước đây thì em làm nhân viên kinh doanh bình thường. Em đóng khoảng 10 năm. Đề xuất mới của cơ quan soạn thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi nhằm tạo cơ hội cho những người tham gia bảo hiểm xã hội muộn trên 40 tuổi hoặc những người tham gia không liên tục khi đến tuổi nghỉ hưu vẫn không tích lũy đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội cũng được hưởng lương hưu hàng tháng. Cái quy định này nó hướng đến một cái nhóm đối tượng nhất định như vậy. Thì những cái nhóm đối tượng này nếu mà chúng ta không có quy định này thì trước đây họ sẽ không có điều kiện để hưởng lương hưu. Thì nay họ được hưởng lương hưu thì chúng ta so sánh là vậy giữa cái việc là trước đây người ta không được hưởng lương hưu, nay người ta được hưởng lương hưu hàng tháng với cái mức hàng tháng ổn định và cái mức lương hưu thì cũng được điều chỉnh. Sau đó thì trong quá trình hưởng lương hưu thì có bảo hiểm y tế thì rõ ràng có lương hưu, cho dù là mức lương hưu nó có thể khiêm tốn một chút nhưng nó cũng sẽ tốt hơn nhiều so với những người mà không có lương hưu. Thế còn lại chỉ có cái băn khoăn đó, nếu mà thời gian tham gia ít thì cái mức lương hưởng là thấp, nếu mà có được thì có những tăng cường cái chia sẻ cho những cái đối tượng này, chế độ hưu trí dù có thấp nhưng mà vẫn đảm bảo hơn là cả cái chế độ khác. Và như vậy thì thứ hai là chúng ta biết cái chế độ hưu mà thấp nhưng mà hàng năm trong cái chính sách của chúng ta thì có những cái điều chỉnh nhất định, cho nên là có thể nói vẫn là cái chính sách bảo đảm cho quyền lợi của người lao động khi hết tuổi lao động cao hơn rất nhiều cả cái trợ cấp khác. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng việc giảm điều kiện về số năm đóng để hưởng lương hưu có thể giúp gia tăng số người được hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động, giảm gánh nặng cho nhà nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người cao tuổi. Nhiều ý kiến cho rằng giảm năm đóng bảo hiểm xã hội là cần thiết, song cần tính đến giảm cả tuổi nghỉ hưu bởi với đặc thù công việc, nhiều người lao động sẽ không đủ sức khỏe để làm việc khi ngoài độ tuổi 50. Thưa quý vị, từ tháng 3 năm 2023, thương mại nông thủy sản giữa hai nước Việt Trung sẽ khởi sắc khi mà dịch COVID-19 đã chấm dứt. Các hoạt động thương mại được mở cửa hoàn toàn, là thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, dự kiến trong quý 2, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường tỷ dân này sẽ rất khởi sắc. Vâng, thưa quý vị, cơ hội lớn là vậy, thế nhưng hiện nay các doanh nghiệp thủy sản trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn để sản xuất và thu gom đơn hàng. Để giải quyết vấn đề này, mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có buổi làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam để kịp thời tìm giải pháp tháo gỡ. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, riêng trong tháng 2 năm 2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc đã đạt hơn 122 triệu đô la Mỹ và dự báo trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu cũng rất khả quan khi các doanh nghiệp đã xuất khẩu được nhiều đơn hàng lớn. Hiện đang là thời điểm các doanh nghiệp thủy sản đang tiếp tục thu gom hàng để phục vụ cho các đơn hàng trong quý 2 năm 2023. Tuy nhiên, sau một thời gian dài sản xuất cầm chừng, nhiều doanh nghiệp đã không còn vốn đầu tư, ảnh hưởng đến việc thu mua phục vụ các đơn hàng tiếp theo. Rất nhiều những cái khoản nợ mà chúng ta doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp mà phải trả cho ngân hàng ở trong quý 1 này, chúng ta bị thiếu dòng tiền để trả cho ngân hàng. Trong khi đấy, hàng mà chúng ta đang thực hiện là thu gom cho nông ngư dân thì lại vẫn đang phải tiếp tục thực hiện. Về vấn đề này, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết, lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có thủy sản, có chi phí đầu tư cao nhưng cũng rủi ro cao. Hơn nữa, tại Việt Nam, quy mô sản xuất thủy sản còn nhỏ lẻ, chưa gắn với vùng nguyên liệu lớn, nên việc giải ngân, hỗ trợ vốn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu đầu tư đúng mức, thì đây lại là lĩnh vực sẽ thu hút được vốn giải ngân để đầu tư rất cao. Trong khu vực miền Tây, chúng tôi rất cần những thủy sản, những thủy phát huy với vai trò để cho cái tín dụng của chúng tôi vào những thủy sản rất lớn, vì nó có một cái bất cập là bây giờ là vốn thì
rất cần, nhưng mà thực sự là anh em đầu tư cũng rất là thận trọng về liên quan đến cái kiểm soát cái đầu vào. Ngoài cái gói tín dụng mà cho những cái chương trình mục tiêu chúng tôi, những gói sản phẩm để phục vụ đó, thì chúng tôi còn những cái nguồn lực khác, ví dụ những nhà tài trợ quốc tế, những cái doanh nghiệp hoặc là nguồn lực của nhà nước trong các chương trình mục tiêu quốc gia cũng tham gia vô đây nữa, để chúng ta cùng cộng hưởng những cái nguồn lực của chúng ta lại, chứ chúng ta không đi riêng một mình. Như vậy thì cái gói sản phẩm chúng ta vừa là cái nguồn lực kết hợp được nhiều nguồn lực, mà nhiều cái nguồn lực đó thì nhiều người cùng tham gia giám sát. Ngoài việc hỗ trợ tín dụng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị hai đơn vị cùng phối hợp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản trị dòng tiền cho vay theo chuỗi trong các vùng nguyên liệu của ngành thủy sản. Trên cơ sở kết quả, hiệu quả phối hợp trong vùng nguyên liệu, hai bên có thể xem xét việc cùng nhau tiếp tục hợp tác mở rộng ra các vùng nguyên liệu sản phẩm nông sản ở nhiều địa phương khác trên cả nước, phù hợp với mục tiêu và khả năng của mỗi bên trong tương lai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ vừa phê bình ông Bùi Tuấn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải do là sự chậm trễ thực hiện đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Trước đó, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải, gửi văn phòng Ủy ban thành phố Hải Phòng, thực hiện đề án tính đến ngày 21 tháng 3 vừa qua, huyện Cát Hải đã thực hiện chi trả hỗ trợ tháo dỡ 408 trên 435 cơ sở đủ điều kiện hỗ trợ với tổng kinh phí hỗ trợ là 58,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong chuyến kiểm tra thực tế của đoàn kiểm tra thành phố Hải Phòng cho thấy báo cáo không đúng thực tế. Ghi nhận hiện trường, số lượng các cơ sở thực hiện tháo dỡ trên thực tế ít hơn nhiều so với con số trong báo cáo. Bên cạnh đó, tình trạng nhiều cơ sở đã nhận tiền hỗ trợ. Việc triển khai thực hiện đề án nuôi trồng thủy sản và giao khu vực nuôi biển rất chậm, không đáp ứng được yêu cầu. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã trực tiếp phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải chưa chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố và quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc phê duyệt đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu địa phương khẩn trương thực hiện các thủ tục giao khu vực biển theo đúng quy định cho các đối tượng nuôi trồng thủy sản, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Chương trình tiếp tục với những thông tin nông sản đáng chú ý. Thưa quý vị, chính phủ Indonesia vừa quyết định có thể nhập khẩu thêm khoảng 2 triệu tấn gạo trong năm nay nhằm bình ổn giá và hỗ trợ lương thực cho người dân. Nhiều chuyên gia xuất nhập khẩu dự báo xuất nhập khẩu gạo năm 2023 sẽ đạt khoảng 7 triệu tấn, kim ngạch ước tính khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, Ấn Độ vẫn đang duy trì lệnh cấm xuất khẩu gạo. Điều này tạo ra sự khan hiếm nhất định trên thị trường thế giới. Trong khi đó, các nước như Trung Quốc, Philippines, Indonesia lại có nhu cầu mua gạo tăng trở lại, đặc biệt là với Indonesia. Trước đó, trong năm ngoái, Việt Nam và Thái Lan là hai nước cung cấp gạo nhiều nhất cho Indonesia. Tháng 12 năm 2022, nước này đã bắt đầu nhập khẩu gói thầu 500.000 tấn gạo. Và ngay trong tháng đầu tiên của năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu sang Indonesia khoảng 86.000 tấn gạo, giá trị chiếm 24% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam suốt năm ngoái vượt cả giá gạo của Thái Lan và Ấn Độ và cao nhất trong số các nước xuất khẩu gạo. Hiện giá gạo 5% tấm ở mức xấp xỉ 450 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm khoảng 430 đô la Mỹ một tấn. Dự báo xuất khẩu gạo năm 2023 sẽ đạt khoảng 7 triệu tấn, giá trị ước tính khoảng 4 tỷ đô la Mỹ.